Thị trường ngày mới hôm nay cập nhật đến quý vị giá các loại khẩu trang, dung dịch sát khuẩn hiện đang lưu hành trên thị trường Bà Rịa Vũng Tàu. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 thì đây là những thông tin hữu ích phải không thưa quý vị? Và bây giờ là ghi nhận của chúng tôi. Giá của các loại khẩu trang y tế dao động từ 10 đến 17.000 đồng một gói 5 cái. Khẩu trang hộp 50 cái từ 2 đến 3 lớp giá dao động 43 đến 45.000 đồng. Khẩu trang hộp 50 cái từ 4 đến 5 lớp giá dao động 50 đến 70.000 đồng tùy thương hiệu. Ngoài khẩu trang y tế, khẩu trang giải thường và khẩu trang giải kháng khuẩn có giá dao động từ 5 đến 15.000 đồng một cái, cũng được tiểu thương kinh doanh khá nhiều. Giá của các loại dung dịch nước rửa tay sát khuẩn, loại dung tích từ 40 đến 50ml, dao động từ 15.000 đến 30.000 đồng một chai. Loại dung tích 100ml trở lên, giá từ 50.000 đến 95.000 đồng một chai. Mức giá này giữ nguyên so với thời điểm trước khi dịch COVID-19 tái bùng phát cuối tháng 4 năm 2021. Hiện nay, sức tiêu thụ hai mặt hàng khẩu trang và dung dịch sát khuẩn có tăng nhẹ do nhu cầu của người dân tăng, nhưng giá bán các sản phẩm vẫn ổn định. Cùng với đó, lực lượng chức năng cũng tăng cường giám sát địa bàn, tránh tình trạng đầu cơ găm hàng đẩy giá lên cao, thu lợi bất chính.